Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong một cái trạng thái rất là mệt mỏi, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ba câu chuyện về nồi da sáu thịt. Tại sao tôi lại đưa một cái câu chuyện, ba câu chuyện về nồi da sáu thịt để tôi nói rằng xã hội ngày hôm nay cái đạo đức của những người trong cùng một gia đình xuống cấp quá. Và chỉ vừa mới từ hôm Tết tới bây giờ, và tôi đã tư vấn những cái trường hợp mà tôi cũng không biết rằng cái hướng giải quyết của mình như thế nào. Tôi sẽ kể cho quý vị nghe là nhà có 7 anh chị em, thì khi bố mất thì người mẹ mới sang tên đăng bộ qua cho tên mình mà không có ý kiến của những người còn lại. Và sau đó thì mẹ đã hoàn tất cái thủ tục chuyển nhượng này cho người con gái út. Và thế là người con gái út đó đã toàn quyền định đoạt. Thì khi khởi kiện tại tòa án thì họ cho rằng là họ có tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì họ toàn quyền định đoạt. Trong một cái chừng mực nào đó, họ hoàn toàn chấp nhận cái nguồn gốc đất là của ba mẹ để lại. Không nói về vấn đề về pháp luật, về việc chia thừa kế, nhưng tôi nói về tình thân trong một gia đình. Nếu đặt giả sử người đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, họ hiểu rằng gia đình họ, họ cũng là một trong số 7 anh chị em, và họ sẽ được hưởng một phần xuất thừa kế bằng với các anh chị em khác, thì có lẽ cái câu chuyện nồi da sáu thịt nó sẽ không xảy ra. Đằng này sau nhiều lần hòa giải, nhiều lắm những lần hòa giải vẫn không đạt được mục đích, họ sẵn sàng tuyên bố rằng họ không cho các nguyên đơn dù chỉ một mét. Đó là một cái câu chuyện đau lòng mà kết quả vẫn chưa có một lần phân thắng bại. Đó là cái câu chuyện tôi muốn kể cho quý vị nghe về nồi da sáu thịt trong các chị em trong một gia đình khi ba mẹ đã mất. Câu chuyện thứ hai tôi nói về nồi da sáu thịt giữa cái hàng ông bà và con cháu. Thì cách đây 2 ngày có một cô cũng lớn tuổi rồi, cô đến văn phòng tôi, cô bảo rằng là do có một cái do đặc biệt cho nên cô quyết định chuyển hồ sơ từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện ngoại thành. Và trong đó cổ đưa cho người cháu 2 cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thì chị này cũng đã có hành vi là chuyển nhượng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và khi mà ký công chứng như vậy thì chị không có trong cái hợp đồng là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Và sau khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì vẫn tin tưởng là con cháu ở trong nhà, cho nên chị đã đưa lại giấy cho bà cụ. Và bà cụ không biết, bà cụ cũng cấp mà không hiểu vì lý do như thế nào đó, thì cái người hàng xóm họ mới lại họ nói với bà ơi, chồng của cô này nói rằng là cái nhà của bà đó có thể bán bất cứ lúc nào. Thì bà đến văn phòng tôi, bà bảo không ngủ được, luật sư ạ, không thể ngủ được vì cái nhà là của tôi mua. Và tôi cũng nói với cháu với một cái ý chí rằng là tôi đâu có bán, tôi nói rằng là cái nhà này để từ đường. Và tôi đã khuyên bà thôi thỏa thuận lại với người cháu trả lại. Tuy nhiên sự việc nó vẫn không còn. Thưa quý vị và các bạn, đó là cái câu chuyện nồi da sáu thịt mà tôi đưa đến quý vị và các bạn. Một cái tâm trạng của cái đạo đức xuống cấp trong cái xã hội hiện nay. Ngày xưa cái uy tín của một giữa một con người với một con người nó cao lắm. Chỉ cần là hai bên thỏa thuận một vấn đề gì đó và sẽ giữ chữ tín. Tuy nhiên tiên trách kỷ hậu trách nhân, khi mình bước ra một cái xã hội mình có uy tín, mình có giữ cái lời hứa hay không. Và khi một cái trong một cái gia đình cũng vậy, khi người
ông người bà giữ một uy tín thì đến thế hệ cha mẹ rồi đến thế hệ con cái. Do đó cái mẫu mực của một người ông, người bà, người cha, người mẹ trong xã hội rất quan trọng. Thông qua cái video này, tôi cảm thấy rằng tôi ngẫm, thưa quý vị, và tôi ngẫm lại. Và hôm nay thì có một cái sự cố nhỏ trong cái nghề nghiệp là luật sư. Có một luật sư có những cái vấn đề trục trặc và đã đưa trên cái phương tiện Facebook. Và tôi cũng cảm thấy mệt mỏi. Và tôi nghĩ về cái nghề luật sư của mình. Không biết và không rõ mình có chọn cái nghề luật sư đến cuối cuộc đời mình hay không. Và nếu như trong trường hợp mình có giữ cái uy tín của khách hàng của mình đến cuối cùng hay không. Lăng tăng quá. Câu chuyện cuối cùng tôi muốn kể đến quý vị là nồi da sáu tịch của một câu chuyện hình sự. Thưa quý vị và các bạn, tôi có một người quen, họ alo cho tôi, họ bảo rằng tôi có một cái khách hàng cần gấp. Tôi đến thì có hai em cũng khoảng 21-22 tuổi, em bảo rằng nhìn mặt em buồn lắm. Em bảo rằng bố em mới giết mẹ em. Và mẹ em vừa mới được đi chôn xong vài ngày. Hỏi ra thì toàn bộ câu chuyện nó là như thế này. Do bố em ghen tuông với một người nào đó. Cái việc có cái người thứ ba hay không có người thứ ba tôi không rõ lắm. Tuy nhiên cái việc mà bố em đã đâm mẹ em bằng cái hành vi đâm mẹ đến chết. Và sau khi ông đâm vợ chết thì ông đã có cái hành vi gọi là uống thuốc để mà tự tử. Tuy nhiên được cứu sống. Quý vị và các bạn thấy rồi, trong trường hợp này những người con của họ là những người đại diện cho người bị hại. Và cả gia đình, cả dòng họ, theo lời em nói, cả gia đình, cả dòng họ đã đồng ý cho các em bãi nại cho bố và không yêu cầu cái chi phí gì hết. Thì thế theo yêu cầu của gia đình thì tôi cũng đã làm giúp em một cái đơn. Tuy nhiên còn đó cái hành vi tôi không rõ là sau này cơ quan điều tra sẽ tiến hành khởi tố cái vụ án hình sự theo cái hướng là giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh hay là hành vi giết người. Tuy nhiên thông qua cái câu chuyện tâm sự nghề luật sư này, tôi cảm thấy rằng cái nghề nó gắn liền với thân phận của con người, nó đồng cảm với con người. Tôi nhớ có lần đâu đó có một cái diễn viên, khi họ diễn cái vai là một cái người bị tâm thần và nhập vai đến mức độ mà sau này sau đóng hoàn tất trong một cái bộ phim thì khó mà trở về cái cuộc sống thường nhật, rất khó để điều chỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tôi cũng thế. Vốn là một con người, tôi muốn biết đau với nỗi đau của những khách hàng của tôi. Qua thông qua cái làm đơn, không thông qua cái lời tư vấn, tôi cảm thấy người mình nặng nhọc. Những cái bước đi song hành cùng với tâm trạng của những người đến tư vấn, tôi ôm lấy họ giống như những cái hồ sơ, như những người thân của chính mình. Và lên được một cái đơn, đó là đạo đức nghề. Tôi cũng không biết rằng mình sẽ giải tỏa, mình sẽ giải quyết bằng cách nào. Thông qua cái video này, tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn ba cái câu chuyện về nồi da sáu tịch. Câu chuyện chắc có lẽ quý vị sẽ cho rằng chẳng đâu vào đâu hết. Tuy nhiên đó là một cái nỗi ám ảnh. Trong mình có cuộc sống quá nhiều bộn bề, cơm, áo, gạo, tiền, đè nặng. Tôi có một người bạn, họ bảo với tôi rằng tôi không biết nữa, nhưng mà bây giờ cái đứa con nít nhỏ nhỏ 3-4 tuổi nó cũng bị áp lực về việc học hành. Cái đứa con lớn lớn tỷ túi thì nó cũng bị áp lực từ cái nhiều phía. Người thanh niên cũng bị áp lực,
người lớn tuổi cũng bị áp lực, tất cả những áp lực đó. Làm sao đây? Tôi cho rằng từng người sẽ biết cách giải tỏa những cái nỗi áp lực của chính bản thân mình. Và chính ngày hôm nay tôi cũng quyết định thông qua cái video này để trải lòng đến quý vị và các bạn. Chắc chắn rằng những quý vị đồng nghiệp xem video này, quý vị và các bạn sẽ cho tôi những câu kiến, trải nghiệm, trải những cái áp lực của nghề luật sư bằng cách nào. Xin trân trọng cảm ơn.